Hello anh em, mod game có rất nhiều video cốt truyện phân tích nhưng chia thành nhiều phần nên không ít bạn đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm. Chính vì vậy, mod đã tổng hợp lại các phần đó thành video hoàn chỉnh để anh em có thể tiện theo dõi hơn. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Và giờ thì bắt đầu thôi nào. Resident Evil 6, sự trỗi dậy của Neo Umbrella. Resident Evil 6 có đến 4 phần chơi chính và mỗi nhóm nhân vật lại hé lộ một phần tổng thể của câu chuyện. Mỗi nhóm nhân vật chính sẽ phải đối đầu với những kẻ thù và mục tiêu khác nhau. Tuy nhiên, tất cả tuyến truyện được lồng ghép đang xen nhau nên sẽ gây hiểu lầm hoặc khó hiểu cho game thủ nếu không tìm hiểu kỹ. Theo các chuyên mục đánh giá thì Resident Evil 6 là phần có khúc truyện hay nhất trong cả series. Mặc dù vậy, game vẫn có vài lỗ hổng đáng tiếc trong cách xây dựng tình huống. Nếu mà các bạn theo dõi hết loạt video cốt truyện Resident Evil 6 của bộ game thì sẽ hiểu tại sao bộ lại đối như vậy. Trước tiên, chúng ta hãy cùng bắt đầu với nhân vật Chris Redfield trong mạch truyện nhé. Sau sự kiện ở châu Phi và cái chết của Wesker, hiểm họa về vũ khí sinh học cũng đã lắng xuống một thời gian. Tuy nhiên, chẳng được bao lâu thì BSAA nhận được tin tình báo về một mối hiểm họa mới mang tên gọi là Trouble. Vì vậy, Giáng sinh năm 2012, một đội đặc nhiệm BSAA do Chris Redfield chỉ huy đang tiến công vào Erdodia để dập tắt mối hiểm họa. Theo thông tin nhận được thì cuộc nội chiến tại Erdodia diễn ra được 2 năm. Quân đội dậy hầu như đã chiếm gần hết các thành phố. Lẽ ra không có gì đáng nói nếu như không có sự xuất hiện của những sinh vật đột biến tham gia vào cuộc chiến. Trên thực tế thì một tổ chức khủng bố với tên gọi là Neo Umbrella đứng sau vụ việc này, lợi dụng tình hình hiện tại để thử nghiệm mẫu C-Virus mới được hoàn thiện. Song song với lúc này, chúng ta sẽ nhìn thấy Sherry Birkin cũng đang ở Erdodia. Cô bé cây đào sống sót sau sự kiện tại thành phố Raccoon giờ đã lớn và trở thành một thành viên của đội Division of Security Operations, hay được gọi tắt là DSO. Cô đang theo dõi một nhóm khả nghi bọn chúng tiêm vào người thứ thuốc gì đó được bảo rằng sẽ khiến chúng trở nên dũng mãnh và bất khả chiến bại. Thứ đó không gì khác hơn là chủng C-Virus mới được đem tới đây bởi chính Adawan. Sherry chỉ kịp nhìn thấy bọn chúng biến đổi và bỏ chạy. Josh Buehler xuất hiện với tình trạng chán nản, cậu vốn là thành viên của quân đội tự do ở Erdodia. Cậu bị tấn công bởi một trong những kẻ biến đổi vừa nãy nhưng dễ dàng khống chế hắn. Lúc này Sherry xuất hiện, cô nàng chính xác đang đi tìm kiếm cậu vì kỳ thực máu của Josh có chứa thứ vaccine có thể chống lại C-Virus. Nhưng trước hết, cả hai cần phải tìm cách thoát ra khỏi chiến trường rực lửa ở đây trước đã. Nếu các bạn vẫn còn thắc mắc Sherry là ai, thì đây chính là con gái của William Birkin, người đã tạo ra C-Virus, cũng như là gián tiếp gây ra thảm họa tại thành phố Raccoon 15 năm về trước. Sherry được cứu thoát khỏi bởi Blair và Leon. Cô bé được nuôi dạy dưới sự bảo trợ của Derek Simon. Ông ta là nhà cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ. Với một người như là Simon thì đây là cơ hội tốt để tiếp cận dòng máu có chứa C-Virus của Sherry. Vì vậy, hắn đã âm thầm thực hiện các thí nghiệm từ máu của Sherry trong nhiều năm qua. Nhận thấy mối hiểm họa từ vũ khí sinh học có thể gây ra những điều khủng khiếp. Vì vậy, Sherry quyết định tham gia Division of Security Operations, một tổ chức chính phủ được thành lập để điều tra và chống lại các âm mưu khủng bố sinh học. Đến thời điểm này, C-Virus sắp hoàn thành đã được thử nghiệm trên toàn thế giới và đã gây ra thảm họa tại Erdodia. Sherry nhận được lệnh xác định vị trí của Josh Buehler, con trai của Albert Wesker, và đưa anh ta trở về Hoa Kỳ với mục đích lấy mẫu máu để nghiên cứu vaccine. Quay trở lại hiện thực, Josh chấp nhận hợp tác với điều kiện chính phủ Mỹ phải trả cậu $50 triệu. Sau khi thỏa thuận xong thì cả hai cùng hướng đến điểm hẹn của trực thăng mà không biết rằng Josh bị bám đuôi bởi một sinh vật BOW quái đản có tên là Ustranok. Còn quái vật này được tạo ra bởi nữ tiến sĩ Carla Radams thuộc tổ chức Neo Umbrella. Nó là kẻ sống sót duy nhất trong 322 đối tượng thí nghiệm. C-Virus thành công trong việc biến đổi Ultranoc thành một cỗ máy giết người hiệu quả. Nó có thể chịu được gần như bộ tác động ngoại lực với khả năng phục hồi cao và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao bằng mọi giá. Vì ngoài Sherry ra, Neo Umbrella cũng biết dòng máu của Josh có khả năng kháng virus và anh ta chính là mục tiêu của họ. Josh và Sherry đã vận dụng tất cả những gì có thể để thoát khỏi sự truy đuổi của con quái vật. Quay trở lại với nhóm BSAA, họ phải đối mặt với đám quân nổi dậy có khả năng biến đổi thành quái vật. Chưa hết, việc chiến đấu còn khó khăn hơn khi mà BOW Orman xuất hiện. Nó cũng là một sản phẩm khác từ C-Virus. Mặc dù to lớn và có sức mạnh kinh hồn, nhưng mà sinh vật này khá vụng về chậm chạp.
Sau một hồi chiến đấu, Dot bỏ chạy vì không thể chịu đựng nổi hỏa lực của đội BSAA. Sau sự kiện tại dinh thự Spencer năm 2006, đội ám ảnh bởi việc bất tích của Joe. Mặc dù hiện tại Chris Big Joe hiện đã an toàn, nhưng nỗi sợ bất đi người đồng đội ngày càng lớn dần theo năm tháng. Vì vậy, anh không bao giờ bỏ tất cả ai trong đội của mình, cũng như là luôn đảm bảo tất cả sẽ sống sót. Đó là ưu tiên hàng đầu của anh. Tiến sâu hơn vào trung tâm thành phố, họ vô tình gặp Sherry đi cùng với một người lạ mặt. Qua giới thiệu thì Chris nhận ra Sherry chính là cô bé mà Blair đã cứu thoát 15 năm về trước tại Rackham. Fear Diffan ngay lập tức nhận ra Josh là lính đánh thuê cho phe địch nên có thái độ dè chừng. Nhưng Sherry cho hay Josh lúc này đã dưới sự bảo hộ của chính phủ Mỹ. Chris đồng thời thấy gương mặt của Josh rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra đã gặp cậu ở đâu. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi con quái vật Audubon lại xuất hiện một lần nữa. Cả hai nhóm cùng nhau hạ gục con quái vật và phá hủy 3 khẩu pháo phòng không để hỗ trợ máy bay đáp xuống. Chris đưa tọa độ điểm đến cho các phi công để đưa Sherry cùng Josh trở về với trụ sở DSO. Fear không hề đồng ý với đội trưởng về việc giúp đỡ gã lính đánh thuê. Bất chấp sự xác nhận của Sherry, cậu cho rằng vì những gã Josh nên thế giới mới đầy rẫy đủ quái vật như bây giờ. Chris gạt bỏ lời phàn nàn của phụ tá và tiếp tục nhiệm vụ điều tra tại tòa thị chính. Bên trong tòa nhà có hàng chục thứ từng là cô người bị bao bọc trong những chiếc kén kỳ lạ. Để có một đội cảnh gác ở sảnh chính, Chris, Pierre cùng Pin tiếp tục đi xem xét xung quanh. Đó là thời điểm bà họ nhận ra những chiếc kén kia nở ra lũ sinh vật quái dị tấn công cả chấm. Sau khi tiêu diệt hết kẻ thù, họ bắt gặp Edwin. Cô ta tỏ vẻ vô tội và cho hay toàn bộ những sự việc đang diễn ra đều được giật dây bởi một tổ chức có tên là Dio Umbrella. Chris ra định cho một thuộc cấp của mình phải giám sát và giữ an toàn cho Ada. Trải qua nhiều năm chiến đấu với kẻ xấu đã dạy cho anh rằng không phải ai cũng có thể tin được, kể cả người phụ nữ này. Cô ta quá bình thản trước sự việc đang diễn ra. Đó không phải là phản ứng hợp lý của một cô gái bình thường. Quay về sảnh chính thì lúc này tất cả các chiếc kén ở đây cũng nở ra một bầy quái vật. Cả chớm đành rút lui theo con đường mà Ada hướng dẫn. Nhưng không ngờ quyết định này đã đưa đội BSAA vào chỗ chết. Cô ả đã lừa bẫy để toàn bộ đồng đội của Chris bị tiêm virus. Họ lập tức bị biến dạng và chết một cách đau đớn ngay trước mặt người đội trưởng. Chưa dừng lại ở đó, chiếc kén của Pin nở ra một con quái vật và nó tiến bước đến con mồi. Lúc này, Chris không thể búp cò xuống vì anh nghĩ rằng thứ kia vẫn còn là đồng đội của anh. Nhưng con quái vật không hề nghĩ như vậy. Nó chụp lấy Chris như một con rối và tấn công với những đòn ác hiểm. Anh được cứu thoát bởi Fear, nhưng sau khi chấn thương, cũng như một cú sốc vừa rồi khiến Chris không còn nhớ những gì đã diễn ra tại Odoria nữa. Về phía Josh và Sherry, mọi thứ cũng không hề suôn sẻ như họ tưởng. Chiếc chuyên cơ bị tấn công bởi Ultranoc, chưa kể đến việc đó được hỗ trợ bởi những chiếc trực thăng bám theo phía sau. Cả hai người bạn cùng chống trả quyết liệt, nhưng kết quả vẫn chẳng khả quan hơn là mấy. Họ rơi xuống một hẻm núi lạnh giá. Tỉnh dậy, dưới những gì còn lại của chiếc chuyên cơ, Josh nhận ra Sherry bị thương khá nặng khi một mảnh vỡ máy bay găm vào người cô. Mặc dù đau đớn nhưng mà Sherry vẫn để cho Josh rút mảnh vỡ ra khỏi người. Thế nhưng bất ngờ thay, cô có thể tự phục hồi vết thương một cách nhanh chóng. Đây chính là khả năng bất ngờ của G-Virus còn trong người cô tự tạo ra. Bây giờ nhiệm vụ chính của cả hai là thu thập lại những chiếc USB chứa thông tin về máu của Josh. Sau khi tìm đủ những chiếc USB thì cả hai đã đụng độ với sinh vật Ultranoc một lần nữa. Có vẻ con vật này không hề biết bỏ cuộc là gì. Sau một trận chiến căng thẳng thì cả hai người cùng hạ gục được Ultranoc và bỏ chạy ra ngoài hầm mỏ. Còn chưa kịp vui mừng thì họ lại bị một nhóm Treble phục kích, đồng thời Ultranoc tấn công phía sau, bất ngờ khiến Sherry bất tỉnh nhân sự, còn Josh thì bị khống chế. Edelwon xuất hiện cùng đám thuộc hạ. Qua cuộc đối thoại thì chúng ta biết chính cô nàng đã cung cấp C-Virus cho Josh cùng đám quân nổi dậy. Đồng thời, Eder tiết lộ với Josh rằng Wesker chính là cha của cậu. Vì thế mà cậu được di truyền những khả năng đặc biệt, nhất là dòng máu đang chảy trong huyết quản. Chúng ta hãy tìm hiểu một chút về anh chàng Josh Buehler trước khi tiếp tục đi sâu hơn vào cốt truyện nhé. Josh Buehler được sinh ra tại Odoria và sống cùng mẹ. Có thông tin cho rằng năm 1991, mẹ của cậu từng sống ở Mỹ và trải qua một cuộc tình ngắn ngủi với Albert Wesker. Chính Albert còn không hề biết việc hắn có một đứa con trai. Quay trở lại với Josh thì cậu được nuôi dưỡng và dạy dỗ, luôn phải tôn trọng cha của mình, mặc dù cậu còn không biết cha mình là ai. Khi Josh được 8 tuổi thì cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi mẹ cậu gã bệnh và cả nhà phải sống trong cảnh nợ đần.
Vào năm 15 tuổi để giúp đỡ mẹ, Jess đã đăng ký làm lính đánh thuê và được huấn luyện kỹ năng sống sót cũng như là chiến đấu. Khác với bạn bè cùng trang lứa, cậu có một cơ thể cường tráng khỏe mạnh và hồi phục rất nhanh cho dù có bị thương nặng đến đâu đi chăng nữa. Hai năm sau, Jess cùng các đồng đội của mình ra khỏi vùng lãnh thổ đất nước và hoạt động tại Nam Mỹ. Tuy nhiên, họ bị phục kích khiến cả đơn vị phải bỏ mạng. Với kỹ năng chiến đấu của mình, Jess may mắn sống sót sau sự kiện đó. Sau đó, cậu phát hiện ra chính người chỉ huy đã phản bội và chỉ điểm gây ra cái chết của những người đồng đội. Từ đó, Jess mất niềm tin vào người khác. Cậu chẳng quan tâm gì ngoài việc chiến đấu vì tiền. Đến năm 2012, Jess quay trở về quê hương của mình tại Eudoria và không hề biết The Family, một gia tộc quyền thế ở Mỹ, đang theo dõi cậu. The Family đã bắt Mueller làm đối tượng thí nghiệm cho C-Virus. Việc bố của Jess có kháng thể chống C-Virus có thể mở ra một khả năng chọn lọc cho các chủng đột biến vượt trội một cách tự nhiên. Trong khi đó, chính phủ Hoa Kỳ lại tìm cách tiếp cận Jess vì máu của cậu rất quan trọng trong việc điều chế vaccine. Cuối năm 2012, nữ tiến sĩ Carla Radams là một cá nhân kiệt xuất của tổ chức The Family đến Eudoria và cung cấp mẫu C-Virus cho các chiến binh nổi dậy với lời dối trá rằng đây là thuốc tăng cường sức đề kháng. Đúng như dự đoán, Jess cũng được tiêm virus vào người, nhưng cậu đã bị nhiễm, trong khi những người còn lại đột biến thành trouble và tìm cách tiêu diệt người nào đó không bị nhiễm C-Virus như họ. Đó cũng là lúc mà Sherry Birkin theo lệnh của DOS tìm cách tiếp cận Jess vì mục đích tạo ra vaccine. Các sự kiện ở năm 2012 đã kết thúc, giờ chúng ta hãy tiếp tục với dòng sự kiện mới ở năm 2013, bắt đầu với nữ gián điệp Ada Wong ngày 27 tháng 6 trước vụ khủng bố ở Tôn Os. Ada đột nhập vào một chiếc tàu ngầm ở phía bắc Atlantis, vì trước đó cô được Simon liên lạc bằng một thiết bị tối tân. Hắn gợi ý cho cô về vị trí chiếc tàu ngầm vì nó có thông tin liên quan đến cô. Là một gián điệp như Ada không thể cưỡng lại được sự tò mò. Vì thế cô đã tiếp cận chiếc tàu để tìm hiểu sự việc. Cô tìm được một chiếc máy chiếu chứa yêu cầu nhiệm vụ dành riêng cho mình, nhưng nó lại được phát đi từ 6 tháng trước và cô rõ ràng không biết gì về nhiệm vụ này. Cho đến lúc này, Ada vẫn chưa hiểu được điều gì đang diễn ra. Sau đó, Simon gợi ý cho Ada rằng sẽ có một cuộc tấn công vũ khí sinh học vào Hoa Kỳ, tiếp theo là Trung Quốc và thậm chí ra toàn thế giới. Và người làm việc đó không ai khác chính là Ada Wong thuộc tổ chức Neo Umbrella. Điều đó cho thấy Simon muốn đổ hết bộ tội lỗi lên đầu của Ada. Tất nhiên, Ada không ngồi yên một chỗ để người khác chơi đùa với mình như vậy. Ngay lập tức cô hướng đến Hoa Kỳ vào ngày 29 tháng 6. Giờ thì chúng ta quay trở lại với Leon, bắt đầu với cuộc hội thoại giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Leon S. Kennedy. Theo như những gì diễn ra trong đoạn cắt cảnh này, thì chúng ta được biết Tổng thống Adam Benford muốn công bố cho toàn thế giới biết về việc chính phủ Hoa Kỳ từng tài trợ cho vụ án vũ khí sinh học của Umbrella trước sự kiện bùng phát đại dịch sát sống năm 1998 tại thành phố Raccoon. Giờ ông muốn chịu một phần trách nhiệm mà người đứng đầu chính phủ lúc đó đã làm, với hy vọng sẽ gây dựng lòng tin và kêu gọi sự ủng hộ liên minh giữa các quốc gia khác nhau chống lại mối hiểm họa vũ khí sinh học. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Derek Lifford Simons lại bác bỏ ý tưởng này. Theo cả thì nếu công bố cho toàn thế giới biết Hoa Kỳ từng tiếp tay cho Umbrella và gây ra thảm họa tại thành phố Raccoon, thì cả nước Mỹ sẽ mất đi sự ủng hộ của đồng minh. Chưa kể đến việc Simon đang tham gia một dự án vũ khí sinh học, nếu sự thật được công bố thì sẽ có một cuộc điều tra về các hoạt động của chính phủ. Lúc này Simon là người hứng chịu hậu quả nhiều nhất. Đó là lý do bà cả quyết định lên kế hoạch ám sát Tổng thống Adam tại trường đại học Ivy, nơi ông dự định chính thức thẳng thắn về những việc xảy ra tại thành phố Raccoon nhiều năm trước. Khung cảnh đã đưa chúng ta đến hiện tại vào ngày 29 tháng 6 năm 2013. Lúc này trước mặt Dion là người bạn đồng thời cũng là Tổng thống Adam đã trở thành xác sống. Mặc dù đã trải qua rất nhiều cuộc chiến sống còn, tuy nhiên lúc này anh không thể xuống tay với Tổng thống cũng là bạn của anh. Thứ kia không bàn đến lời nói của Dion. Nó chọn nữ đặc vụ Harper là mục tiêu. Đến phút cuối vì sự ác quy của Hedda Harper, nên anh đành xuống tay bắn hạ Adam. Sau khi đã hoàn hồn lại, Helena úp mở rằng tất cả sự cố này đều do lỗi của cô. Dion lập tức thay đổi thái độ cảnh giác với cô, thì một cuộc gọi tới máy của Helena. Đó là Hurdigan. Cô giải thích rằng Helena đã đặt vụ ngầm của tổ chức hoạt động gần cả năm nay, đồng thời muốn cả hai cho biết tình hình hiện tại. Ngập ngừng một lúc, cuối cùng Leon thú nhận rằng anh vừa mới giết tổng thống. Ngay lập tức, Helena nối đỡ là do tổng thống bị nhiễm bệnh và Leon buộc phải làm như thế để cứu cô.
Hennigan dường như bị sốc vài giây trước những gì vừa nghe được. Rồi ngay sau đó, cô lấy lại bình tĩnh để hướng dẫn cả hai thoát khỏi khu vực bị nhiễm. Nhưng Helena báo cáo rằng Leon có thông tin của kẻ đứng sau vụ khủng bố này tại nhà thờ Tol Os. Sau khi đối xong, cô nhìn Leon với ánh mắt vác đài hy vọng anh sẽ ủng hộ cô. Mặc dù dè chừng trước nữ đặc vụ, nhưng Leon vẫn quyết định hỗ trợ Helena với hy vọng có thể tìm ra kẻ chủ mưu sau vụ tấn công này. Hennigan đồng ý hỗ trợ cả hai đặc vụ tìm đến nhà thờ để điều tra. Trên đường chạy thoát khỏi ngôi trường, cả hai bắt gặp một người khác cũng đang chạy trốn. Ông cho hay thứ sư mù nào đó đã gây ra chuyện này và ông đang tìm con gái của mình. Họ đã thực sự tìm ra đứa con gái ấy, nhưng cô bé bỗng chóng biến thành zombie và giết luôn người cha. Leon cùng Helena chạy thoát và phát hiện toàn bộ thôn Oz đã bị lây nhiễm. Những con quái vật đột biến bởi C-Virus xuất hiện tràn lan khắp đường phố. Leon và Helena vừa cố gắng cứu những người sống sót, vừa cố chạy thoát khỏi đây. Lúc này, Hennigan cho hay tổ chức Neo Umbrella đã lên tiếng xác nhận cuộc tấn công sinh học là của bọn chúng. Chẳng thể hiểu nổi tay tài xế lái xe kiểu nào mà lại tông thẳng vào con zombie. Lẽ ra tên ngốc đó có thể né nó và tiếp tục chạy vì chẳng có ai được theo phía sau để phải gấp gáp cả. Dù gì thì tai nạn nhảm nhí đó cũng đã xảy ra, khiến chiếc xe rơi xuống vực. Hầu hết những người khác đều bị thần chết rước đi, nhưng lại quên mất hai đặc vụ. Đó là lý do tại sao cả hai lại sống sót một cách thần kỳ sau cú rơi định mệnh. Họ tiếp tục tiến vào thánh đường và nhận ra có hơn chục người đang lánh nạn ở bên trong. Hai đặc vụ phối hợp cùng nhau để giải mã và mở ra lối đi bí mật nằm bên trong bệ thờ. Ngay khi lối đi bí mật mở ra, thì một sinh vật có tên gọi là Lefortica xuất hiện ở đường hầm. Đây là loại quái vật đột biến vô tình được tạo ra bởi thí nghiệm của Kala thuộc tổ chức The Family. Trên cơ thể quái vật chứa rất nhiều virus dạng khí. Khi bị tấn công hoặc tấn công nạn nhân, virus được phát tán ra bằng hàng chục lỗ khí trên cơ thể. Bất kỳ người bình thường nào đứng gần đều bị biến đổi thành xác sống trong vài giây ngắn ngủi. Sau khi tiêu diệt xong con quái vật, thì cái giá phải trả là hàng chục người trú ẩn ở đây đã phải chết. Tiếp tục khám phá khu vực bên dưới, Leon cùng người đồng sự phát hiện ra cơ sở nghiên cứu bí mật dưới lòng đất của Neo Umbrella tại nơi này. Điều đó có nghĩa là tổ chức khủng bố vừa giết tổng thống có căn cứ nằm ngay tại trung tâm nước Mỹ. Họ xem được một đoạn phim bí mật về Ada Wong bước ra từ thứ gì đó như là một cái kén. Tuy nhiên, họ vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Helena tiếp tục tìm kiếm và bắt gặp em gái mình tại sâu bên trong cơ sở. Deborah trong tình trạng nguy kịch, cô đã bị nhiễm C-Virus nên vô cùng đau đớn. Cùng lúc này, Ada cũng âm thầm đột nhập vào cơ sở nghiên cứu của Dio Umbrella theo một lối khác để tìm hiểu xem Simon đang có âm mưu gì và tại sao đã tiết lộ kế hoạch cho cô biết. Lần sâu trong khu tàn tích dưới lòng đất, Ada nhìn thấy nhóm của Leon đang đứng trước một kẻ bị nhiễm bệnh. Ngay lập tức, cô bắn một phát vào giữa trán và kích liễu Deborah. Cả hai người lại hội cụ sau sự kiện ở Tây Ban Nha. Để ra phải vui mừng thì Leon lại sững sờ khi nhìn thấy Ada. Điều đó cũng dễ hiểu vì trước đó Leon đã xem một đoạn băng mà Ada chui ra từ một cái kén. Tuy vậy, anh vẫn xác nhận với Helena rằng Ada là đồng minh. Khi cả ba người quyết định rời khỏi khu tàn tích thì Deborah sống lại và biến thành một ả quái vật nóng bỏng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sau một cuộc chiến căng thẳng thì cô nàng quái vật cũng đã bị hạ gục. Helena tự hứa với em gái mình rằng sẽ bắt những kẻ đứng sau chuyện này phải trả giá trước khi buông tay thả Deborah xuống lòng đất sâu thẳm. Tới đây, Helena mới thú nhận toàn bộ sự việc. Tất cả đều là kế hoạch của cố vấn an ninh quốc gia Dietrich Siebens. Ba ngày trước vụ ám sát tổng thống, Helena bị The Family bắt cóc và đưa đến căn phòng bí mật nằm dưới nhà thờ Tol Os. Cô nhìn thấy em gái mình bị trói với lời đe dọa rằng nếu không hợp tác thì Deborah sẽ chết. Không còn lựa chọn nào khác, Helena buộc phải nghe lời của Siebens. Theo như kế hoạch của Tổng thống Adam sẽ đến trường học Ivy để dự cuộc họp báo và công bố sự thật về Umbrella. The Family đã âm thầm sắp đặt vài con Deportica có khả năng phát tán virus khắp Tol Os. Nhiệm vụ của Helena là đánh lạc hướng sự cảnh giác của đội cảnh vệ bằng cách thực hiện một cuộc gọi đặc danh cảnh báo sở mật vụ về việc một nhóm người đang tiến vào ngôi trường để giết Tổng thống. Đúng như kế hoạch, đội an ninh lập tức đưa Tổng thống vào căn phòng an toàn. Vào thời điểm đó, bỗng Helena thấy hối hận với quyết định của mình nên đã thông báo cho đội an ninh rằng đó là một cái bẫy. Họ nên tập hợp lại thay vì phân tán lực lượng ra. Tuy nhiên, chẳng ai thèm nghe theo lời của Helena cho đến khi con quái vật Deportica được thả ra và phát tán virus khiến Tổng thống và hàng ngàn người quanh Tol Os trở thành xác sống. Bằng cách nào đó, Helena và Leon không hề bị ảnh hưởng bởi virus. Họ tiến vào căn phòng an toàn để kiểm tra thì nhận ra họ đã quá muộn. Trước khi rời đi, Ada cũng bập bờ về chuyện kẻ thù bà họ đối đầu là những kẻ thực sự đang thao túng đất nước này trong bóng tối.
Chỉ cần một bước đi sai thì cái giá phải trả là hàng triệu mạng người sống vô tội. Lúc này Simon liên lạc và gợi cho cô biết thêm một vài thứ hay ho đang đợi ở phòng nghiên cứu ở tầng trên. Tò mò vì muốn biết Simon đang bày trò gì, vì thế cô tiếp tục đến phòng thí nghiệm và xem đoạn băng mà Dion đã xem lúc trước. Giờ thì Ada đã hiểu được tại sao lúc trước Dion đã nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Giờ thì chúng ta đã hiểu được kỳ thực đang có đến hai Ada và kẻ giả mạo chính là Ada đã từng xuất hiện tại Ododia, phát tán C-Virus và tấn công Chris. Sau khi liên kết mọi manh mối lại với nhau, nữ gián điệp kết luận rằng kẻ đang liên lạc và từng bước gợi ý cho cô không ai khác chính là Ada giả mạo. Cô ta sử dụng một thiết bị liên lạc đặc biệt để giả giọng nói và hình ảnh của Simon, hòng tiết lộ kế hoạch của mình cho cô. Cho đến lúc này, Ada vẫn chưa hiểu được mục đích thực sự của kẻ giả mạo kia là gì. Nhưng không thể để thân thế của mình bị lợi dụng dễ dàng như vậy. Cô đặt bom và phá hủy mọi thứ trong căn cứ ấy, đồng thời liên lạc với Simon để cho hắn biết thứ đồ chơi mà hắn tạo ra đang có ý định hủy diệt thế giới mà Simon đang cố gắng xây dựng nên. Một sẽ hé lộ một chút về thân thế của Ada giả mạo này. Tên thật của cô ta chính là Carla Radams, thuộc tổ chức The Family của Simon. Khi còn trẻ, Carla Radams là một cá nhân xuất chúng và bắt đầu với công việc di truyền học. Trí thông minh của cô đã thu hút sự quan tâm của Derecy Simons. Cô bắt đầu làm việc cho hắn ta trong một dự án phát triển vũ khí sinh học. Công việc của Carla về virus bắt đầu với một mẫu virus Devorica và sử dụng nó làm nền cho virus mới của mình. Carla đã thành công trong việc tạo ra T02. Bước tiếp theo trong việc tạo ra C-Virus là kết hợp T02 với một mẫu C-Virus thu được từ mẫu máu của Sherry Birkin. Điều này sẽ dẫn đến kết quả mà Carla gọi là virus hoàn hảo vì nó có thể bổ trợ những thiếu sót cho nhau. Các bạn có thể xem lại video phân tích C-Virus của Bọt để hiểu rõ hơn về quy trình hoạt động của dòng virus này nhé. Về phía Simon, hắn ta được sinh ra trong một gia đình lâu đời và quyền quý trong lịch sử nước Mỹ. Tổ tiên của Simon là người sáng lập ra tổ chức The Family. Mục đích chính của The Family là kiểm soát thế giới bằng những hoạt động thao túng chính phủ các nước, với mong muốn sẽ giúp cho sự phát triển của loài người cũng như đưa nước Mỹ trở thành cường quốc thế giới. Là hậu duệ của gia tộc, cuối cùng Simon cũng nên nắm quyền với tư cách là người đứng đầu của tổ chức The Family. Vào thời điểm trước thảm họa tại Rackham, Simon từng thuê Ada làm vài công việc cho nhỏ cho tổ chức. Trước trí thông minh và kỹ năng sắc sảo của Ada, gã trở nên si mê cô nàng điệp viên. Thậm chí, Simon trở nên ám ảnh bởi sắc đẹp của Ada sau khi cô từ chối tình cảm của gã. Đó là lý do Simon bắt đầu thực hiện dự án Ada tại một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Dự án Ada với mục tiêu là tạo ra một bản thể hoàn hảo của Ada One. Lúc bấy giờ, Carla là nữ nghiên cứu chính của dự án. Trong nhiều năm, Carla đã thử nghiệm với hàng trăm người khác nhau, thậm chí còn sử dụng C-Virus để tạo ra biến thể đột biến với hy vọng biến điều ước của Simon thành hiện thực. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, tất cả những gì cô nhận được chỉ là sự thất bại. Mặc dù không tạo ra được sản phẩm như mong muốn, thì trong quá trình thí nghiệm lại tạo ra những sinh vật như Depotica và Nesto. Cuối cùng, do mất đi sự kiên nhẫn của mình, Simon quyết định cho người bắt Carla và thí nghiệm lên chính người cô ta. Vì Carla có cấu trúc gen gần khớp với Ada. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2009, cơ thể Carla Redermus được tái sinh thành công trong một hình dạng hoàn hảo của Ada One. Toàn bộ ký ức của cô ta đều trống rỗng, tất nhiên điều này cực kỳ thích hợp để cho Simon tiêm nhiễm vào đầu cô ta bất cứ thứ gì hắn muốn. Theo như Carla biết, cô ta tin rằng mình chính là Ada One. Tâm trí của Carla được tạo ra bởi chính Simon. Không chỉ ngoại hình mà thậm chí tính cách, trí thông minh và thói quen của Ada cũng được Carla thừa hưởng. Lúc này Carla không biết rằng Simon đã lợi dụng cô cho mục đích duy nhất là thỏa mãn điều hắn hằng mong ước từ bấy lâu nay. Nhưng cho dù có bị tẩy não thì những ký ức tàn dư mờ nhạt nhất trong con người Carla bắt đầu hiện lên trong tâm trí cô. Nó gây ra sự mâu thuẫn trong tâm trí Carla vì cô tin rằng mình là người tình của Simon. Nhưng có ý gì đó trong tâm trí cố gắng nói rằng Simon đã phản bội cô và hắn phải trả giá cho việc đó. Tuy nhiên, Carla vẫn dẹp bỏ những ý tưởng đó ra khỏi đầu vì cô tin rằng Simon yêu cô thực sự và chẳng bao giờ có thể làm bất cứ điều gì để tổn hại đến mình. Trong khi đó, Simon vẫn đối xử với Carla như thể cô là Ada One thực sự, thậm chí còn tặng cho cô một chiếc tàu ngầm như một món quà cho lòng trung thành của cô với hắn ta. Mặc dù vậy, sâu bên trong con người Carla vẫn đang cố hét lên rằng có điều gì đó không đúng. Cuối cùng thì cô ta cũng chịu lắng nghe con tim mách bảo và bắt đầu tìm hiểu sự thật. Với trí thông minh và khả năng được thừa hưởng từ Ada One, cô ta nhanh chóng biết được tất cả mọi thứ bẩn thỉu mà Simon đã làm cho mình. Vì vậy, Carla âm thầm lên một kế hoạch trả thù và phá hủy mọi thứ mà Simon đã gây dựng nên.
Để làm được điều này, cô ta bí mật thành lập một tổ chức với tên gọi là Neo Umbrella, đặt trụ sở tại Trung Quốc, nơi đã từng là phòng thí nghiệm tạo ra C-Virus. Mục tiêu chính của Kala là tạo ra vũ khí sinh học với tên gọi SAOS. Cơ sở bí mật này nằm tại một công trình ngầm dưới đáy biển. Mặc dù chống đối Saipan trong bóng tối, nhưng ngoài mặt, Kala vẫn tiếp tục nghe theo lệnh của Saipan. Trong nhiệm vụ sẽ đưa cô ta đến với đất nước Odonia đang bị chiến tranh tàn phá ở Đông Âu. Vào tháng 12 năm 2012, Kala đến với Odonia theo lệnh của Saipan. Cô được giao nhiệm vụ xác nhận xem DNA của lính đánh thuê Josh Buehler có chứa kháng thể C-Virus hay không. Trong cuộc họp giao nhiệm vụ của mình, Kala được thông báo rằng đặc vụ DSO Sherry Perkin đã được phái đi tìm Josh Buehler và đưa anh ta đến phòng thí nghiệm của DSO. Bên cạnh việc xác nhận sự ghi cờ của Saipan, một phần nhiệm vụ của Kala cũng là để đảm bảo rằng Sherry an toàn rời khỏi đất nước cùng với Josh. Tuy vậy, cô ta lại có một kế hoạch cho riêng mình. Sau khi xác nhận Josh Buehler biến nhiễm với C-Virus, Kala đã lệnh cho POW của mình truy tìm và bắt Josh đưa về phòng thí nghiệm tại Trung Quốc. Vào tháng 6 năm 2013, Kala liên lạc với Ada Wong dưới vỏ bọc của Derek Simon, hướng cô đến với một chiếc tàu ngầm lớn đóng ở phía bắc Đại Tây Dương. Ada được thông báo rằng có thông tin trên tàu có thể khiến cô quan tâm. Căn cứ tàu ngầm đã được thiết lập để nhận dạng dấu vân tay của Ada và thậm chí cả giọng nói của cô, giúp nữ điệp viên dễ dàng tiếp cận với mọi thứ. Vì sự có mặt của Ada tại căn cứ này đã cho cô biết một chút thông tin về bản sao của mình được tạo ra bởi Simon. Vậy là bây giờ chúng ta đã biết, không chỉ có Simon thuộc tổ chức The Family nhúng tay vào việc khủng bố thế giới bằng vũ khí sinh học, mà còn có sự tham gia của Kala Radams dưới hình dạng của Ada Wong thuộc tổ chức Neo Umbrella. Mỗi người đều vì một mục đích riêng của mình, nhưng tất cả cũng đi đến với một điều duy nhất là tạo ra vũ khí sinh học gây nên cuộc đại diệt chủng cho toàn nhân loại. Quay trở lại với tuyến truyện của hai đặc vụ Leon và Helena. Lúc này, Simon liên lạc cho Leon và đưa ra những kết luận về cái chết của Tổng thống nhằm khép tội danh mưu sát Tổng thống cho anh. Tức giận vì bị gài bẫy, nhưng hiện tại không thể làm gì được trong lúc này. Điều họ quan tâm hơn là thoát khỏi Thornort trước khi bị bắt hoặc giết. Hai đặc vụ đã phải vượt qua những cạm bẫy chết người bên dưới tàn tích cũ để thoát khỏi thị trấn và nhận ra Simon đã thẳng tay đánh bom hủy diệt toàn bộ khu vực Thornort để xóa bỏ mọi vết tích. Còn chưa hết bàng hoàng thì Hedigan cố gắng liên lạc với cả hai người. Cô nói rằng sau khi nói chuyện với Leon xong thì Simon đã bỏ đi rất vội vã, lần theo dấu vết để thấy hắn đang hướng đến Trung Quốc. Đồng thời, Hedigan cũng gửi thông tin về một cuộc tấn công sinh học khác tại Trung Quốc. Do không có bằng chứng buộc tội Simon nên Leon quyết định nhờ Hedigan báo cáo rằng anh lẫn Helena đều đã chết để tránh sự truy bắt của lực lượng cảnh sát. Còn họ sẽ bí mật theo chân tên khủng bố sang Trung Quốc. Tại một nơi khác, Chris đã hoàn toàn mất trí nhớ sau sự kiện kinh hoàng xảy ra với đội của anh 6 tháng trước. Chris trở thành một kẻ nghiện rượu say xỉn. Pierre tìm kiếm đội trưởng suốt thời gian qua. Cuối cùng anh cũng gặp Chris trong quán bar khi đang cố đánh tay bảo vệ. Để thuyết phục Chris trở về cùng chiến đấu chống lại những kẻ âm mưu phá hủy thế giới, Pierre đành phải gợi nhớ hồi ức đau thương để mong anh thức tỉnh. Chris nhận ra rằng mình không thể trốn chạy mãi được. Điều duy nhất anh có thể làm là đối mặt với sự thật và chịu trách nhiệm về điều đã xảy ra. Đó là cách mà Chris có thể xóa bỏ mặc cảm tội lỗi của mình. Ngày 30 tháng 6 năm 2013 là thời điểm diễn ra bốn mạch truyện của các nhân vật tại Trung Quốc. Chris một lần nữa quay trở lại PSIA hướng đến một quốc gia đông dân nhất thế giới để ngăn chặn một cuộc tấn công sinh học, đồng thời giải cứu con tin đang bị bắt giữ. Ngay khi đụng độ với kẻ địch thì Chris nhận ra chúng đều có dáng vẻ tương đồng với đám quân nổi dậy ở Indonesia. Điều đó đồng nghĩa với việc C-Virus đã được phát tán ở đây. Trong khi đó, sau 6 tháng bị bắt và làm nhiều cuộc thí nghiệm bề máu của họ, thì Jet cùng Sherry đã đào thoát thành công khỏi sở tiên cứu của Del Umbrella tại Trung Quốc. Cả hai gặp nhau trong phòng thay đồ. Jet bắt đầu băn khoăn về những điều mà mẹ cậu đã từng dạy lúc trước. Cậu tưởng rằng cha mình vì một lý do chính đáng nào đó nên mới bỏ rơi cả hai mẹ con. Nhưng giờ thì bí mật về cha cậu đã được tiết lộ. Albert Wacker là một kẻ với tâm địa sai lệch và cố gắng phá hủy thế giới. Jet tự trách mình vì đã mang dòng máu kinh tởm đó. Có lẽ những hành động của cậu cũng được di truyền từ Albert. Sherry nhanh chóng bác bỏ lời dằn vặt của Jet và cho rằng vận mệnh của mỗi con người đều do tự họ nắm giữ. Sau đó cả hai người tìm cách thoát ra khỏi trung tâm nghiên cứu này. May mắn thay, họ cũng tìm được cách thu thập cả những dữ liệu quý giá của tổ chức Neo Umbrella. Lúc này, Simon cũng liên lạc được với Sherry và thông báo cho cô bé biết điểm hẹn gặp mặt. Họ cùng nhau đi đến địa điểm
khi bị một chiếc trực thăng của kẻ địch rượt đuổi. Cho dù có cố gắng cách mấy thì cả hai vẫn không thể thoát ra được sự truy đuổi của kẻ địch. Bị bọn chúng bao vây tứ phía, Jack và người bạn đồng hành chỉ còn cách chống trả đến hơi thở cuối cùng. Cùng thời điểm này, đội BSIA của Rich vô tình thấy nhóm Sherry đang ở thế kẹt. Vì vậy, anh cùng Pierre tiêu diệt hết kẻ địch ở bên dưới để hỗ trợ Jack. Chàng trai trẻ nhớ đến lời nói của Rich trước kia. Cậu tự hỏi liệu phải chăng Rich thực sự biết cha mình là người như thế nào. Không có thời gian để tán gẫu, họ tiếp tục đi đến điểm hẹn. Còn đội của Rich thì tiếp tục nhiệm vụ giải cứu con tin và thoát khỏi tòa nhà bị phá hủy bởi tên lửa. Trong lúc quan sát những người lính thiêu rụi những cái kén nhộng được tạo ra bởi Sivirus, bỗng cảnh tượng tàn khốc tại đây khiến mọi ký ức của Rich trỗi dậy cùng với lòng hận thù sâu sắc. Anh đã nhớ lại tất cả sự kiện tại Endoria và kẻ chịu trách nhiệm không ai khác chính là Adawan. Bên trong chàng đội trưởng lúc này chỉ còn một mục tiêu duy nhất là trả thù. Pierre báo cáo cho Rich biết rằng có người thấy sự hiện diện của Ada tại Trung Quốc. Không chần chờ giây phút nào, cả đội BSIA bắt đầu nhiệm vụ truy bắt Ada dưới sự chỉ huy của Rich. Tuy vậy, hành trình vừa mới bắt đầu thì một con bản xà khổng lồ có khả năng tàng hình tấn công nhóm BSIA. Cứ mỗi đồng đội gục xuống thì sự căm thù lẫn cảm xúc của Rich càng mãnh liệt, đến nỗi anh chẳng thèm quan tâm đến quy tắc tác chiến mà chỉ hành động theo bản năng. Chính điều này lại tạo ra sơ hở khiến anh mất nhiều đồng đội hơn. Mặc dù vậy, với sự quyết tâm của đội trưởng thì họ cũng tiêu diệt được con bản xà khổng lồ. Không cần thời gian nghỉ ngơi, cả ba người đã tiếp tục nhiệm vụ truy đuổi Ada mà không cần sự hỗ trợ. Có vẻ như hành động của Rich đều nằm trong kế hoạch của Kala. Cô ta xuất hiện và bắn một mũi C-Virus vào mắt cô và bỏ đi. Mắt cô trở thành một chiếc kén và nở ra bầy ong quái dị, buộc Fear và Rich phải tiêu diệt anh ta. Sau cái chết của người đồng đội, Rich vẫn không thể kiềm chế được bản thân. Anh tự trách mình quá bất tài lại mới gây ra cái chết cho những người đồng đội. Pierre khá tinh ý để ý ra những vấn đề của anh. Anh khuyên Rich nên bình tĩnh lại, nhưng Rich xem thường lời khuyên của cấp dưới. Pierre tức giận vì Rich không nhìn thấy bản thân đã bị cảm xúc chi phối. Anh lên án việc Rich hành xử thiếu suy nghĩ, dẫn đến nhiều cái chết vô ích của chính thuộc cấp mình. Dù vậy, Rich vẫn không thể buông bỏ được ý định trả thù. Mặc dù phản đối, nhưng mà Pierre không còn cách nào khác phải đi theo đội trưởng để hỗ trợ cho anh. Lúc này, bộ chỉ huy tác chiến báo cáo rằng họ nhìn thấy Ada ở cảng tàu phía nam thành phố. Rich cùng Pierre tiếp tục hướng về phía mục tiêu. Trong thời gian này thì Ada đã đến được với Langchang, Trung Quốc. Cô nhìn thấy cô bé Sherry cùng với người bạn đồng hành đã bị tấn công bởi Ubifu. Đây là một dạng quái vật được tạo ra bởi C-Virus. Với cánh tay được biến đổi thành một chiếc cưa máy có thể cắt đứt mọi thứ. Thay vì có thể bỏ mặc cô bé thì Ada lại chọn hỗ trợ cho Sherry. Có lẽ vì cô cảm thấy mặc cảm tội lỗi về việc gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ cô bé. Sau đó cô phát hiện ra nhóm BSAA đang truy đuổi Kala đến bến cảng, nên Ada tìm cách tiếp cận mục tiêu bằng đường thủy. Quay trở lại với nhóm của Leon, cả hai người đã xoay sở để lên được chiếc máy bay đi đến Trung Quốc. Tuy nhiên, chuyến hành trình không hề dễ dàng như vậy. Chiếc máy bay bị rung lắc dữ dội, cả hai đặc vụ chạy đến buồng lái để tìm hiểu. Thì ra là nhân viên phi công đã bị hóa thành kén nhộng và nở ra con quái vật Leputica. Nó biến toàn bộ hành khách trên khoang máy bay trở thành xác sống. Lại một lần nữa, không biết bằng cách nào mà Leon và Helena lại không bị ảnh hưởng bởi virus và hất văng con quái vật xuống dưới máy bay. Mặc dù không có phi công và toàn bộ khoang lái máy bay bị bao vây bởi xác sống, nhưng cả Leon vẫn cố gắng đáp khẩn cấp chiếc máy bay thẳng vào thành phố Langchang. Hy vọng sẽ không ai thiệt mạng vì cú va chạm khủng khiếp này. Ít nhất thì Leon và Helena vẫn sống sót một cách thần kỳ. Vừa thoát khỏi chiếc phi cơ bốc cháy, cả hai bắt gặp Kay, Sherry và Jack chạy đến. Cô bé Sherry thắc mắc tại sao Leon lại đến Trung Quốc, thì anh đáp rằng đang truy tìm Simon vì hắn là kẻ chủ mưu đằng sau tất cả sự kiện. Tất nhiên là cô bé bất ngờ trước những gì Leon vừa nói. Khi Leon gặng hỏi xem hiện giờ Simon đang ở đâu thì quái vật Utanat xuất hiện. Mục tiêu của nó giờ đây là giết chết Jack để không còn có kẻ nào có thể tạo ra vaccine chống lại C-Virus nữa. Cả bốn người cùng hợp lực để tiêu diệt con quái vật. Thực ra thì chẳng có cách nào hiệu quả để tiêu diệt Utanat trừ khi bạn thực sự rất may mắn. Vì lúc này tháp anten đổ xuống và đè bẹp Utanat, đồng thời tách bốn người thành hai nhóm. Sherry cho Leon biết điểm hẹn của cô với Simon là ở tòa nhà Kulung. Tiếp tục theo con đường dẫn vào một căn nhà kho, Leon nhận thấy một bóng dáng quen thuộc cũng bước vào trong. Chưa hiểu lý do là gì nhưng mà Ada xuất hiện ở đây. Họ đành bám theo cô ta. Lúc này kẻ giả dạng Ada là Kala cố tình dẫn dụ nhóm Leon và Rich vào trò chơi của ả. Tuy vậy, Rich vẫn không bỏ cuộc. Anh cùng Fear truy đuổi Ada bằng cách bao vây cô ả từ hai phía. Khi ả ta không còn lối thoát và chẳng có lý do gì để Rich phải do dự bóp còi súng kết điểm mục tiêu, thì Leon đã ra tay ứng cứu vì nghĩ rằng ả chính là Ada mà anh ta từng biết.
Giờ thì cả hai nhận ra nhau, nhưng Chris vẫn không có ý định từ bỏ mục tiêu của mình. Chàng đặc vụ giải thích rằng Ada chính là một nhân vật quan trọng và anh cần cô ấy còn sống. Ngay lập tức, Chris phản ứng gay gắt. Anh tin rằng ả đàn bà kia chính là kẻ gây ra tất cả mọi chuyện. Nhưng Dion không tin lời cáo buộc của Chris. Anh nghĩ rằng Sibyl mới là kẻ đứng sau vụ tấn công vũ khí sinh học. Với tất cả những hiểu lầm, chẳng ai nhường nhịn ai, vì Chris biết ả ta chính là kẻ đứng đầu tổ chức Neo Umbrella, đồng thời gây ra thảm họa tại Andoria cũng như là ở Trung Quốc. Còn về phía Leon, sau khi ám sát tổng thống bà trên chiếc phi cơ vừa rồi, tất cả đều do Sibyl giật dây và Ada không hề nhúng tay vào chuyện này. Anh sẽ bảo vệ Ada bằng bất cứ giá nào. Với mũi súng hướng vào Chris cho thấy quyết tâm của Leon, lợi dụng tình thế rối ren, Kayla nhanh chóng ném bom choáng và chạy mất. Trước khi chia tay, Leon gọi theo Chris. Tôi biết anh sẽ làm điều đúng đắn. Điều đó có nghĩa là một lời nhắc nhở rằng Chris là một người tốt mà Leon từng biết, và người tốt sẽ biết đâu là điều đúng đắn nên làm. Sau đó, cả hai đặc vụ tiếp tục đi đến điểm hẹn giữa Simon và Sherry. Với nhiều năm trải qua các trận chiến khác nhau, vậy mà Leon lại thiếu đi những kỹ năng cần thiết của một đặc vụ kinh nghiệm. Bằng chứng là anh và Helena xông thẳng vào đối đầu với Simon mà không cần biết liệu mình có bị phục kích hay là bị đối tượng áp đảo về số lượng hay không. Có lẽ anh tự tin rằng mình là nhân vật chính nên không thể chết được. Thôi mà sao cũng được. Lúc này sự việc còn rắc rối hơn khi nhóm của Sherry cũng đến điểm hẹn. Hoang mang bởi thông tin mà Leon nói lúc trước nên Sherry truy vấn ông chú Sibyl rằng có thật sự lão đứng sau vụ khủng bố không. Lão ta cố lẩn tránh, nhưng trước sự quyết liệt của cô bé, lúc này Sibyl đã không còn giấu giếm gì những hành vi khủng bố của mình và thú thực rằng lão làm điều đó vì lợi ích chung của quốc gia và an ninh toàn cầu. Khi Leon cho Sherry hay tổng thống đã chết, biết rằng chẳng thể đấu lý lẽ với bốn người bạn trẻ kia, lão cho đồng bọn hạ thủ cả nhóm. Leon ra lệnh cho Jack đưa Sherry tránh đi chỗ khác an toàn hơn, còn anh sẽ tự mình kết liễu Sibyl. Cô bé Sherry giao cho Leon chiếc thẻ chứa toàn bộ dữ liệu về kháng thể của Jack có thể giúp ngăn chặn được C-Virus. Đó là thứ mà Sibyl đang rất muốn chiếm được. Leon yểm trợ cho Sherry chạy thoát cùng Jack. Cả hai chạy được một đoạn thì bị đám Trevo của Kala phục kích và bắt giữ. Quay lại với nhóm Leon thì lúc này bỗng một tên lính Trevo tiếp cận và tiêm C-Virus vào Sibyl. Lão ta tức giận vì biết mình đã bị Kala chơi xỏ và cố gắng bỏ chạy lên chiếc tàu cao tốc. Đây là lúc mà Kala gọi đến để báo cho Sibyl biết ả ta sẽ trả lại tất cả những gì mà lão làm với mình. Đó là biến Sibyl trở thành một con quái vật giống như bản chất của lão vậy. Đồng thời, Kala cũng sẽ phá hủy mọi nỗ lực ổn định thế giới mà Sibyl đang cố gắng tạo dựng lên. Về phía chàng đặc vụ, anh vẫn quyết tâm bám theo Sibyl đến cùng để bắt lão trả giá cho những gì đã gây ra. Sibyl giải thích rằng tất cả những điều lão làm đều vì tổ quốc. Nếu như Adam tiết lộ sự thật thì chỉ mang đến nhiều rắc rối hơn là giải quyết được đó. Điều đó sẽ gây ra sự hỗn loạn trong chính trị toàn cầu. Tất cả những gì Sibyl cố gắng xây dựng cho đất nước đều bị sụp đổ nếu sự thật được tiết lộ. Tuy nhiên, cách mà Sibyl xử lý vấn đề thì lại quá tiêu cực. Lúc này, C-Virus đã hoàn thành nhiệm vụ của nó và biến đổi Sibyl thành một con quái vật cực mạnh. Nó có thể biến đổi thành nhiều dạng hình khác nhau với khả năng phục hồi như C-Virus ngày nào. Sau một trận chiến bệt mỏi thì cuối cùng họ cũng đã hạ được Sibyl. Chính Helena đã búp cò tặng hắn một phát súng chí mạng. Trong lúc bị dồn ép đến đường cùng thì một chiếc trực thăng của tổ chức The Family xuất hiện. Nhưng họ giật ra Sibyl đã trở thành một con quái vật không thể cứu vãn, nên họ đã thẳng thừng vứt bỏ lão lại. Sibyl thất vọng trượt chân ngã xuống đường ray và bị đoàn tàu nghiền nát. Nhận thấy tình thế không ổn, cả hai người nhanh chóng nhảy ra khỏi con tàu trước khi va chạm xảy ra. Về phía Rhys và Pierre, họ bám theo Kala đến bến cảng trên một chiếc xe quân dụng và lao thẳng lên một con tàu phía trước. Sau cú va chạm thì cả hai đều bị choáng. Rhys đành nhìn Kala bỏ đi trước mắt mà không làm được gì. Trong khi cả hai còn chưa kịp lấy lại sức thì họ bị tấn công bởi đám lính Trevo. Trong khi đó thì Ada Wong thực cũng đã tiếp cận con tàu để truy tìm Ada giả mạo. Cô biết nhóm của Rhys đang rất muốn giết Ada. Nếu đụng mặt họ thì không phải là ý hay, vì vậy Ada cố gắng đi trước một bước để tránh đụng độ không cần thiết với Rhys. Cuối cùng thì nhóm PSAA cũng đuổi kịp Kala tại bãi đáp trực thăng. Ả ta cố tình khiêu khích bằng cách nói rằng phải rất cảm ơn Rhys vì những người đồng đội của anh quả là những mẫu thí nghiệm C-Virus rất tốt. Cố gắng kiềm chế sự hận thù cá nhân, Rhys bắn một phát súng để tước đoạt vũ khí của Kala, đồng thời cho ả biết rằng anh rất muốn giết ả ngay lập tức. Nhưng giờ hận thù không phải là cách trừng phạt tốt nhất, mà là để cho công lý phán quyết cuộc đời của ả. Sau câu đối sến chảy nước của Rhys thì lại đến một phân đoạn buồn cười khác là kẻ xấu giải thích kế hoạch của mình cho người tốt nghe để người tốt biết mà còn đi phá hủy kế hoạch của người xấu. Nó được diễn biến như sau. Chứng tỏ ra một chút sợ hãi, Kala tiết lộ kế hoạch của ả là phát tán C-Virus trên toàn thế giới và đem đến thảm họa tương tự như ở thành phố Raccoon, nhưng lần này là trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên,
Ngay khi tiết lộ xong kế hoạch thì một chiếc trực thăng của tổ chức The Family tiếp cận và ngay lập tức bắn vào ngực Kayla, khiến cô gã xuống đất. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cả Chris lẫn Peter đều không kịp phản ứng. Thậm chí họ còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Peter kiểm tra chiếc cặp của Kayla và nhận thấy bên trong có một bộ C-Virus. Anh định sẽ mang nó về cho đội phân tích xử lý. Chris liên lạc với bộ phận chỉ huy để thông báo về vụ tấn công sinh học sắp xảy ra và nhận được tin báo có một con tàu gần đó có trang bị tên lửa chứa virus đang nhắm vào các thành phố. Ngay lập tức, cả hai đặc vụ PSAA chiếm dụng chiếc máy bay phản lực và hướng đến mục tiêu hòng ngăn chặn những quả tên lửa được phóng ra. Cho dù cố gắng phá hủy con tàu nhưng mọi nỗ lực của họ đều tan tành khi một quả tên lửa còn lại được phóng ra trước sự băng hoàng của Chris. Điều duy nhất có thể làm lúc này là báo cho Leon, tránh càng xa thành phố càng tốt. Khoan đã, tại sao Chris lại không cố gắng báo cho đồng đội của mình trước? Vậy tất cả cảm xúc đau khổ của Chris lúc bớt đi, những người đồng đội kia là xạo hay sao? Quay trở lại với Leon, sau khi vừa thoát chết trong gang tấc và chứng kiến đội BSAA đang sơ tán thường dân, cả hai đều cảm thấy dễ dởm vì nghĩ rằng có lẽ mọi chuyện đều đã được giải quyết. Còn chưa kịp vui bằng bao lâu thì Hennigan báo tin rằng Sherry và Jack đã bị một nhóm trợ vô bắt đi. Dựa theo định vị từ vệ tinh thì cả hai đang ở một giàn khoang dầu dưới biển cách đây 80 dặm. Helena chợt nhớ đến USB mà Sherry đã đưa lúc trước. Họ kiểm tra và nhận ra chìa khóa để hóa giải virus không ai khác chính là Jack Mueller. Leon lập tức nhờ Hennigan kiểm tra xem có đội BSAA nào gần đó không để hỗ trợ cứu hộ. Đây chính là thời điểm mà tên lửa mang virus phóng thẳng vào trung tâm thành phố. C-Virus được giải phóng, nó nhanh chóng biến đổi gần như là toàn bộ người dân trở thành xác sống. Do được cải tiến từ T-Virus nên chủng virus này mang đến khả năng biến đổi cực kỳ nhanh chóng khi xâm nhập vào trong cơ thể nạn nhân. Chưa kể đến việc đám xác sống có khả năng linh hoạt như một con người bình thường, khiến cả thành phố chìm trong sự hỗn loạn. Rất may là hai đặc vụ lại không nằm trong phạm vi lan tỏa của virus. Tuy vậy, những kẻ nhiễm bệnh đã bắt đầu tấn công đến vành đai thành phố. Leon bảo với Chris hãy cố cứu lấy Jack vì anh ta chính là chìa khóa giúp hóa giải C-Virus, đồng thời tiết lộ quan hệ cha con của Jack và Wesker. Chàng đội trưởng bất ngờ với cái tên Wesker, thảo nào mà anh ta cảm thấy có gì đó quen thuộc đối với cậu nhóc Jack. Chris đồng ý thực hiện nhiệm vụ giải cứu. Trước khi đi, anh cũng thông báo cho Leon rằng Ada Wong đã chết. Leon chùm người xuống khi nghe tin về cái chết của Ada. Anh không tin cô nàng lại chết dễ dàng như vậy. Không còn thời gian để đau buồn, Leon cùng Helena tiếp tục tìm kiếm sự trợ giúp của những người sống sót. Ada lúc này đã tìm ra được mọi thông tin và biết được rằng kẻ giả bạo mình có chân tướng thực sự là Carla Radams, một nhà khoa học phục vụ cho Derek Lifford Simons. Cô ta hoàn toàn trung thành với Steven đến mù quáng, sẵn sàng là mọi thứ vì hắn. Chính Carla là người đã tạo ra C-Virus, nhưng sau đó lại bị Steven lừa để chuyển đổi thành nhận dạng của Ada Wong, người mà hắn CB. Ký ức và tâm trí của Carla bị Steven xáo trộn đến mức cô thực sự tin mình chính là Ada. Giờ thì cô đã hiểu rõ tại sao Carla lại gài bẫy mình và Steven. Chính cô đã gián tiếp đẩy Carla trở thành con thú cưng của Steven. Vì vậy mà cô ta căm hận cả hai và trả thù bằng cách hủy diệt thế giới mà Steven đã cố gắng tạo ra, cũng như gài bẫy để toàn thế giới biết rằng chính Ada Wong là kẻ gây ra thảm họa sinh học. Ủa mà khoan, nếu Carla muốn hủy diệt cả thế giới thì việc gì phải đổ tội cho Ada thực làm gì? Vì nếu kế hoạch phát tán virus thành công thì chẳng còn ai sống để đổ trách nhiệm cho nhau nữa. Trừ khi đám xác sống đủ thông minh để xem tin tức và ngồi nhậu với nhau cùng bàn tán về ân oán tình thù. Bỗng một tiếng súng vang lên, Ada chỉ ra ngoài và chứng kiến kẻ giả bạo mình rơi xuống sàn tàu. Ada đi đến sát của Carla và thể hiện sự đồng cảm. Nhưng không ngờ cô ta chưa chết mà lại tự tiêm một liều C-Virus để biến đổi thành một thứ kinh khủng. Trong con cười của Carla chỉ còn duy nhất là hận thù. Điều cô ta muốn lúc này là chứng kiến cái đạo đức suy đồi của xã hội sụp đổ và trở thành kẻ trị vì của một thế giới mới. Tình huống lúc này rất là nguy kịch. Ada buộc phải bỏ chạy sâu xuống con tàu để trốn sự truy đuổi của con quái vật. Đến cuối cùng, Ada cũng có thể kích điểu được số phận của con người đáng thương kia mãi mãi. Tuy nhiên, hậu quả của cô ta để lại vẫn còn quá lớn. Ada chiếm dụng chiếc trực thăng và hướng vào thành phố để xử lý Simon. Rạng sáng ngày 1 tháng 7, cả thành phố chìm trong biển lửa và chết chóc. Leon và Helena lúc đó đã thất bại trong việc giúp đỡ người sống sót và đang chật vật để thoát khỏi thành phố giờ đã tràn ngập thây ma. May sao, Ada Wong xuất hiện trên trực thăng và nhìn thấy cả hai nên liền hỗ trợ. Lúc này lại xảy ra thêm một phân đoạn phu lý khác là cả hai đặc vụ nhanh chóng chạy đến chiếc trực thăng cứu hộ của BSAA trong khi vụ nổ đang lan ra đằng sau. Lẽ ra gã lính nên ở trên chiếc trực thăng để bắn yểm trợ cho hai người. Đằng này hắn lại hành động một cách ngu ngốc là nhảy xuống vùng nóng để yểm trợ. Có lẽ hắn ta muốn thử làm anh hùng một lần trong đời. Khi đã an toàn trên chiếc trực thăng thì cũng bằng cách nào đó viên phi công hít phải virus và biến thành xác sống, trong khi Leon vẫn khỏe mạnh để lái chiếc trực thăng. Có vẻ trong bộ sưu tập các kỹ năng xuất chúng của mình thì kỹ năng lái trực thăng không nằm trong danh sách của Leon.
Họ đâm vào một tòa nhà gần đó, nhưng lại một cách thần kỳ nào đó, cả hai vẫn sống sót. Điều không ai ngờ rằng Simon vẫn còn sống. Hắn xuất hiện trở lại, chặn đường thoát của cả hai. Ada vẫn âm thầm đi theo để hỗ trợ Leon. Lúc này Simon tưởng lầm rằng người ngồi trên chiếc trực thăng là Carla, nên hắn ta trách cứ những điều mà Ada thật không hề làm. Simon bỗng biến thành con quái vật khổng lồ. May mắn sao lúc đó một thành viên của BSAA phóng chiếc xe đến để hỗ trợ. Cả bốn người bạn hợp lực với hy vọng có thể tiêu diệt sinh vật kia. Mặc dù cố gắng hết sức nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như vậy. Con quái vật hất tung chiếc xe lên trời. Nhưng lại một lần nữa, Leon cùng Helena sống sót một cách kỳ diệu, trong khi gã chiến binh BSAA thì chết tức tưởi. Có vẻ như bất kỳ ai tiếp xúc gần với hai đặc vụ thì luôn có một kết cục bi thảm. Dù vậy, sự hy sinh kia cũng đáng vì cuối cùng Simon cũng gục ngã. Sau đó, Ada bay lên đỉnh của một tòa nhà và để lại chiếc trực thăng cùng khẩu súng rocket. Không hiểu vì lý do gì mà trong lúc nguy kịch, Ada vẫn có thời gian đặt một nụ hôn lên đầu đạn như vậy. Cô tiếp tục tìm kiếm và xóa sạch những dấu vết làm lộ danh tính cũng như sự dính líu của mình đến thảm họa của Carla đã sắp đặt. Quay trở về với hai đặc vụ, họ dùng thang máy để đi đến tầng thượng. Helena lúc này nhận ra mối quan hệ giữa Leon và Ada không chỉ là tình bạn thông thường mà là tình yêu thầm kín. Leon còn chưa kịp phản ứng trước câu nói của Helena thì vụ nổ xảy ra khiến hai đặc vụ kẹt vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Kẻ gây ra tai nạn không ai khác chính là Simon. Ada buộc phải ra tay ứng cứu cho Leon. Qua lời các đoạn hội thoại thì chúng ta có thể biết được cho đến lúc này, Simon vẫn tin rằng kẻ đang đối đầu với hắn ta là Carla, cũng là sự ám ảnh về Ada Wong. Đến cuối video, một sẽ phân tích về nhân vật này. Giờ thì trở lại trận chiến. Lúc này, Ada bị tấn công một đòn khá nặng khiến cô bất tỉnh. Leon bất chấp nguy hiểm để bảo vệ cô nàng, điều đó cho thấy Ada Wong thực sự quan trọng đối với Leon. Cả hai cùng chiến đấu với con quái vật Simon và cuối cùng Ada đắp một đòn chí mạng vào sườn rồi kéo hắn ta rơi xuống một ngọn núi lửa đang cháy dữ dội bên dưới. Ada gửi cho Leon một tin nhắn trước khi rời đi. Cả ba người chia thành hai hướng. Leon tiếp tục đi lên tầng thượng để lấy chiếc trực thăng mà Ada để lại cho anh ta. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy. Simon vẫn còn sống, hát hấp thu những sắc sống khác để phục hồi và trở thành một con quái vật khổng lồ, ngăn chặn hai đặc vụ thoát khỏi thành phố. Cho dù Simon có thành thứ quái quỷ gì đi chăng nữa thì vẫn không thể cản bước tiến của Leon. Cuối cùng thì anh chàng cũng tiếp cận được chiếc trực thăng và sử dụng khẩu rocket hạ cục con quái vật một lần và bãi mãi. Có lẽ thứ chiếc Simon không phải là sức công phá của khẩu súng mà là nụ hôn của Ada nằm trên đầu đạn. Quay trở về với trực thăng thì Leon nhận ra món quà mà Ada để lại cho anh chính là bằng chứng buộc tội Simon, cũng là chứng minh nhóm của Leon vô tội trong vụ ám sát tổng thống tại Todos. Sau đó cả hai đặc vụ rời khỏi thành phố hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Về phía Ada, sau khi giã từ Leon và Helena thì cô tiếp tục tìm đến căn cứ Neo Umbrella. Đây là lúc mà mọi bí mật được tiết lộ và giải đáp toàn bộ nút thắt trong câu chuyện. Trong khi đó thì Bruce cùng Peter tiếp cận cơ sở bí mật dưới đáy biển của Neo Umbrella. Trong lúc đi xuống thì Peter cảm thấy đực cười vì bản thân Albert Wesker dành cả đời để hủy diệt thế giới. Trong khi đó thì con trai hắn ta là Jesse Miller lại là người duy nhất có thể cứu thế giới. Và trớ trêu thay, người giết Albert không ai khác là Bruce. Thì giờ đây, anh phải đi cứu con trai hắn. Chàng đội trưởng BSAA tin rằng đó có lẽ là số phận của anh, đồng thời thì anh cũng muốn giải nghệ sau nhiệm vụ cuối cùng này. Người tốt nhất có thể thay thế Rich là Pierre. Tiến vào phòng an ninh, họ nhận thấy Sherry đang bị giam giữ cùng Jack. Sau khi giải thoát cho nhóm bạn trẻ thì hệ thống an ninh nhận ra sự hiện diện của kẻ đột nhập, buộc nhóm BSAA phải chiến đấu vượt qua sự tấn công dồn dập của kẻ thù. Trong khi đó thì Sherry cùng Jack cũng đã tự thân vận động để tìm vũ khí và thoát khỏi trung tâm nghiên cứu. Tất cả bốn người gặp nhau tại một căn phòng rộng lớn. Rich gợi chuyện cho Jack về cha của cậu. Anh làm thế vì muốn tháo bỏ mặc cảm tội lỗi đối với Jack. Anh thú nhận rằng chính mình là người đã giết Albert Wacker. Cậu nói đó đã làm gợi lên những điều đau buồn trong Jack. Vì trước giờ cậu luôn được dạy rằng phải tôn trọng cha mình, cho đến khi biết được ông ta là một kẻ có giả tâm hủy diệt cả thế giới. Điều đó khiến nội tâm của Jack bị xáo trộn dữ dội. Cậu không biết là mình nên tiếp tục tôn trọng cha của mình hay là xem ông ta cũng như những kẻ đang cố gắng phá hủy thế giới như bây giờ. Dù có lựa chọn thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể tha thứ cho kẻ đã giết chết cha mình. Về phần Chris, lúc này anh ta dường như buông xuôi phó mặc số phận cho Jack. Anh bắt cậu hứa rằng hãy cố gắng sống sót để cứu thế giới ở trên kia. Tình hình trở nên căng thẳng khi Jack hỏi rằng cái chết của Albert là do tư thù cá nhân hay là Chris buộc phải làm theo mệnh lệnh. Không hề đau đúng, anh trả lời rằng ai giết Albert vì cả hai điều trên. Jack trong một giây phút đã gần như phát điên, sau may mắn thay, cậu nhận ra tình thế lúc này quan trọng hơn những tranh chấp cá nhân, mà chính cha cậu mới là khởi nguyên cho toàn bộ tính bi kịch. May mắn thay, phân đoạn xứng số này cũng kết thúc khi cơ sở nghiên cứu bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ.
Họ nhanh chóng dùng thang máy để lên trên tầng cao nhất. Đây là lúc mà vũ khí sinh học mang tên là Howard thoát khỏi chiếc chén. Rich, Queen, Sherry nên tiếp tục thoát ra khỏi đây cùng Jack. Anh sẽ cầm chân con quái vật. Chúng ta hãy cùng bàn một chút về sinh vật này. Harris là một dự án vũ khí sinh học của Carter thuộc tập đoàn tổ chức Dell Umbrella. Nó rất quan trọng cho kế hoạch của cô ta. Theo như kế hoạch thì Harris sẽ được giải phóng để phát tán C-Virus ra toàn thế giới. Sinh vật này cũng tương tự như là Leptica, nhưng nó có khả năng phân tán virus vào không khí với nồng độ cao hơn rất nhiều. Một thắc mắc là có một điều là tại sao lại phải tấn công tạo ra một con quái vật chỉ có khả năng phát tán virus với sức chịu đựng cao, trong khi có hai phương án rất dễ, đó là tạo ra hàng trăm con Leptica để nó đi lây nhiễm, hoặc là đơn giản hơn là phóng tên lửa có chứa virus đi bất cứ nơi nào trên thế giới như các bạn họ đang làm từ đầu đến giờ. Tuy nhiên, thiên tài thì thường có những ý tưởng điên rồ, làm thế nào mà một người bình thường như bọn có thể hiểu được chứ? Trở lại với đội BSAA, cả hai đã bị con quái vật rượt đuổi vào một căn phòng rộng lớn. Trong lúc nguy kịch thì Peter nhanh chóng đẩy Chris sang một bên và phải hứng chịu một đòn chí mạng từ con quái vật. Cú đấm xé nát cánh tay của Peter. Cậu ta không thể ngồi đó nhìn Chris bị giết chết. Peter tự mình kéo đứt cánh tay và dùng mẫu C-Virus được nâng cấp trước đó để tiêm vào người. Chẳng hiểu nguyên lý hoạt động của virus như thế nào mà cánh tay của Peter biến thành một khẩu súng điện khổng lồ. Luồng điện phóng ra cực mạnh khiến con quái vật bị thương nặng. Nhưng mà Rich thì không hề bị ảnh hưởng gì. Có lẽ anh ta có khả năng chống xét, cũng giống như là Leon có khả năng hít thở thoải mái cho dù virus có ngập tràn trong không khí. Cuối cùng thì họ cũng đã hạ gục của con quái vật. Tuy nhiên, Peter lúc này dường như đã xâm chiếm hoàn toàn. Họ cùng nhau chạy thoát đến một khoang thoát hiểm. Nhưng với một hành động vô lý và dứt khoát, Peter đẩy Rich vào trong con tàu để anh ta thoát một mình. Trong khi đó, nếu thoát cùng nhau thì báo của Jack có thể chữa trị cho Peter thoát khỏi C-Virus. Mọi người lưu ý, đó không phải là ý kiến cá nhân của Mọc mà qua cách Rich vẫn cố níu kéo Peter. Điều đó cho thấy vẫn còn hy vọng để cứu cậu ta. Nhưng có lẽ vì do phim ảnh Hollywood quá nhiều nên anh chàng muốn là một cái gì đó thật là oai hùng. Và để bộ chuyện có vẻ hợp lý hơn thì lúc khoang tàu thoát hiểm bắn ra, con quái vật Harris bắn theo tấn công từ trong cơ sở ngầm bắn ra một luồng điện cực mạnh giết chết ngay lập tức Harris, giúp Rich thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Tiếp tục với trận chiến dưới căn cứ ngầm của hội còn lại, Sherry và Jack lại bị con quái vật Uternat dai dẳng đuổi giết. Cho dù có xả đạn vào người nó bao nhiêu chăng nữa thì hay là nghiền nát nó bằng máy khoan hạng nặng, thậm chí là cả một cái tháp radio đổ lên người thì Uternat vẫn sống sót và phục hồi. Vì vậy, trận chiến này có vẻ không cương sức lắm, cho đến khi Jack quyết định đấu tay đôi với Uternat. Có lẽ những cú đấm đá của anh chàng trẻ này có sức công phá còn hơn cả súng ống. Kết quả là Uternat sau một cú đấm đầy uy lực đã rơi xuống dung nhan. Không có thời gian để chần chừ, hai người bạn trẻ đến một khoang hàng hóa và sử dụng thiết bị vận chuyển để thoát khỏi khu nghiên cứu sắp phát nổ. Tướng chừng đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm thì bỗng phía sau con quái vật Uternat đang bám theo hai người. Tiếp sau đó là một phân đoạn lăn lê bò lết phát chán của hai nhân vật chính. Một không hiểu gã nào lại nghĩ ra cái trò ngu gốc này để làm cái kết cho game. Nhưng dù gì thì cả hai cũng đã vô tình lượm được khẩu súng và kết thúc con quái vật mãi mãi. Game đến đây sẽ khép lại với 4 đoạn phim kết khác nhau. Đầu tiên là cảnh Herida đến phía bộ em gái mình, rồi cô đối mặt với Leon đã chấp nhận số phận của kẻ tội đồ rằng mình phải chịu trách nhiệm vì đã liên quan tới cái chết của tổng thống. Trái với suy nghĩ của Herida thì Leon lại trao cho cô khẩu súng. Còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hunnigan giải thích rằng Helena được phán quyết vô tội và tiếp tục được ở lại phục vụ đất nước với tư cách là đặc vụ. Cảnh thứ hai, chúng ta sẽ đến với Rich được bắt gặp ở chính quầy bar của Fear, tìm thấy anh ấy mấy ngày trước, trông anh vô cùng sầu não. Thế nhưng khi một tân binh của BSAA đến và báo cho Rich về nhiệm vụ mới, anh lập tức đứng dậy để tiếp tục con đường của mình. Cô với Sherry, cô bé gọi một mình trên chiếc chuyên cơ, Jack không có ở đó nhưng toàn bộ thông tin nghiên cứu về Jack và C-Virus đã được đưa vào các cơ sở nghiên cứu. Mối quan hệ của Jack và Wesker cũng được giấu kín như thông tin tuyệt mật. Một tin nhắn được gửi đến chính là của Jack và cậu cho hay sẽ giảm giá thỏa thuận từ 50 triệu xuống chỉ còn 50 đô mà thôi. Secret ending của game là cảnh Jack xuất hiện và tiêu diệt một con Trevo với giá là một quả táo. Giờ thì game đã kết thúc và các bạn cũng đã hiểu rõ hơn mà chuyện lằng nhằng của game. Tổng kết lại là tất cả các sự kiện diễn ra đều do bàn tay của Ada giả mạo, hay nói đúng hơn là Carla Radams. Vì cô ta chính là người đã tạo ra C-Virus, cũng là người gây thảm họa tại Andoria và Trung Quốc. Ngoại trừ Sibin là kẻ làm bùng phát virus tại Thodos để ám sát tổng thống. Vậy tại sao một lại nối game có những lỗ hổng đáng tiếc trong cách dẫn dắt câu chuyện? Đầu tiên phải nói đến Sibin. Ông ta chính là kẻ đã đưa ra kế hoạch đánh bom thành phố Rackham 15 năm về trước với mục đích là xóa toàn bộ dấu vết về sự dính líu của chính phủ và Umbrella. Xét ở một khía cạnh nào đó thì Sibin không hẳn là kẻ ác nhân.
Điều ông ta làm chỉ để bảo vệ danh tiếng cũng như là vị thế của đất nước, chứ không phải để khủng bố hoặc là dùng vũ khí sinh học để bán kiếm lợi nhuận. Nếu các bạn để ý thì sẽ thấy như là hầu hết các nước phát triển luôn đua nhau về vũ khí tối tân. Tuy nhiên, mục đích của các nhóm vũ khí đó không hẳn là dùng để giết kẻ địch, mà mục đích thực sự của nó là đánh vào nỗi sợ hãi của con người. Quay lại với Simon thì mục đích tạo ra vũ khí sinh học của ông ta cũng tương tự như vậy. Nhưng khi Tổng thống Adam muốn vạch áo cho người xem lưng thì Simon lo sợ rằng cán cân quyền lực mà ông ta tạo nên có nguy cơ sụp đổ. Vì vậy, cái chết của Adam là chuyện sớm muộn phải xảy ra. Tuy nhiên, điều ngu ngốc ở đây là bản thân Simon sợ Adam công bố về vũ khí sinh học sẽ ảnh hưởng đến vị thế của đất nước. Trong khi đó thì hắn ta lại sử dụng vũ khí sinh học để khủng bố với đất nước của mình. Chưa kể đến việc bên dưới thị trấn Todos là căn cứ nghiên cứu bí mật của The Family. Điều này sẽ khiến cho việc truy dấu vết dễ dàng hơn. Cho dù Simon có cố đánh bom để phá hủy căn cứ thì việc phòng thí nghiệm nằm sâu dưới lòng đất sẽ ít bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Chắc chắn chứng cứ sẽ được tìm thấy và dẫn ngược về với The Family và Simon. Điểm mục đích thứ hai là tâm điểm của vụ tấn công virus ở trường đại học Ivy. Lúc đó thì Leon cùng Helena là hai đặc vụ thuộc đội bảo vệ tổng thống. Vậy mà họ thậm chí còn không biết nhau. Đó chưa phải là tất cả. Nếu vụ tấn công virus xảy ra trên diện rộng, khiến hầu như những người trong trường đại học bị lây nhiễm và trở thành xác sống, hoặc ít nhất thì cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Vậy thế quái nào mà Leon và Helena không hề bị ảnh hưởng với C-Virus? Thậm chí họ còn mạnh khỏe và chiến đấu rất tốt nữa. Tiếp đến là vụ tấn công ở nhà thờ và khoang máy bay. Bằng cách nào mà họ vẫn miễn nhiễm với virus, trong khi những người xung quanh đã trở thành xác sống? Theo cách nghĩ đơn giản nhất của một là Leon và Helena là thần chết, vì họ đi đến đâu thì cũng mang đến tai ương đổ xuống cho người khác. Nghe vậy thì có vẻ là hợp lý hơn phần nào. Điều mục đích thứ ba là tổ chức DSO thông qua Simon cử Sherry đi trước Jack Moller. Nếu Jack là một nhân tố quan trọng, thì tại sao cả một tổ chức có quyền lực mạnh như thế lại chỉ cử có một đặc vụ và một quốc gia đang có nội chiến như vậy? Chưa hết, Simon còn âm thầm cử Carter theo dõi và bảo đảm Sherry đưa Jack ra khỏi Endodia an toàn. Đó là một kế hoạch ngu gốc khác của hắn ta. Một người có đầu óc tầm thường như Mọt cũng có thể làm một chuyện đơn giản hơn nhiều là cử một đội đặc nhiệm tiếp cận Jack. Vì cậu ta là đến đánh thuê nên chỉ cần đưa ra giá hợp lý thì dễ dàng đưa Jack đến bất cứ nơi nào mà Simon muốn. Thậm chí nếu chống cự thì đập cho một trận rồi lôi về cũng chẳng mất gì. Tiếp theo là một lỗ hổng khác của game là trong 6 tháng trời Jack và Sherry bị bắt làm trong phòng thí nghiệm tại trung tâm nghiên cứu của Neil Umbrella. Chẳng biết họ có lên kế hoạch trốn thoát hay không, nhưng chỉ một hành động ngẫu hứng của Jack thế là cả hai thoát ra ngoài dễ dàng. Có lẽ một cơ sở nghiên cứu vũ khí sinh học và hệ thống an ninh kém đến vậy sao? Đây là những điều vô lý mà Mọt tìm được trong quá trình trải nghiệm game. Nếu các bạn có thêm ý kiến gì thì đừng ngần ngại để lại comment thảo luận với Mọt nhé.